Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam tranh giành quyền lực quyết liệt sau khi chiến thắng được đại dịch virus Vũ Hán. Kinh tế và Trung Quốc là hai vấn đề hàng đầu đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong khi chuẩn bị chọn ra tứ trụ. Đó là nhận xét của báo Nhật Nikkei Asian Reviews trong bài viết mang tựa đề tranh giành quyền lực ở Việt Nam bước vào giai đoạn quyết liệt sau khi chiến thắng con virus Vũ Hán đăng trên mạng ngày 28 tháng 4 năm 2020. Tờ báo mô tả trong chiếc áo sơ mi trắng không đeo cà vạt và không mang khẩu trang, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có vẻ tự tin và nhẹ nhõm khi phát biểu trong cuộc họp chính phủ thứ tư tuần trước. Ông có lý do để tỏ ra thoải mái. Đã nhiều ngày qua Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm virus corona nào. Ông Phúc thông báo giờ đây đã đến lúc giảm dần lệnh phòng tỏa được đưa ra để ngăn chặn nạn dịch, dù nhấn mạnh tối nay không phải là thời điểm để đổ ra đường ăn mừng. Đây gần như là một tuyên bố về chiến thắng mà ông có thể hy vọng đúng vào cái dịp 30 tháng 4 ngày thống nhất đất nước, chấm dứt chiến tranh Việt Nam và tháng riêng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề cử một lớp lãnh đạo mới. Các chuyến bay nội địa đã được phép nối lại từ hôm thứ Năm, trong khi các biện pháp giãn cách xã hội đã được dỡ bỏ tại hầu hết các nơi, trừ vài quận ở Hà Nội cho dù Việt Nam đã kiểm soát được con virus Vũ Hán chỉ có hơn 300 trường hợp dương tính và không có ca tử vong nào đến tính mạng đến đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có một ca tử vong nào đó là theo thông báo của nhân quyền Cộng sản Việt Nam còn trong thực tế như thế nào thì có trời mới biết. Đất nước đang phải đối mặt với một số vấn đề lớn trong đó có việc làm thuế làm thế nào để vực dậy tăng trưởng và những ai sẽ chiếm giữ được vị trí quyền lực nhất từ năm 2021 đến 2026 tới đây. Các câu trả lời có thể tác động sâu sắc đến chiến lược kinh tế của Việt Nam, chưa kể đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cuộc đua vào tứ trụ. Sau khi nhà sáng lập Hồ Chí Minh qua đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tránh việc tập trung quyền lực bằng cách chia quyền lãnh đạo cho tứ trụ. Trên thực tế, vị trí quyền lực nhất là Tổng Bí thư, tiếp theo là Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội nhưng vấn đề sức khỏe đã làm đảo lộn sự cân bằng này trong những năm gần đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 76 tuổi đã kiêm thêm chức chủ tịch nước vào tháng 10 năm 2018 sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời ở tuổi 61. Ban đầu được coi là giải pháp tạm thời nhưng như vậy đã tạo ra tình huống tương tự như ở Trung Quốc nơi ông Tập Cận Bình giữ một lúc chức vụ Chủ tịch nước và Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trọng có vấn đề về sức khỏe, các nguồn tin ngoại giao cho biết ông đã bị đột quỵ nhẹ vào hồi tháng 4 năm 2019 nơi căn cứ địa cách mạng nhà bà X Nguyễn Dũng. Ông không còn tham dự các sự kiện trong lúc Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc nổi bật như gương mặt đại diện của Việt Nam trên thế giới, gặp gỡ các nhà lãnh đạo từ Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Bây giờ cuộc đua đã bắt đầu để xác định ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi, ai sẽ nổi lên và ai sẽ rơi đai. Một số chuyên gia cho rằng thời của ông Trọng còn lâu mới kết thúc dù tuổi cao và bệnh tật, ông có thể duy trì cả hai chức vụ. Hồi tháng riêng, ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra các quy định mới về việc thay đổi lãnh đạo, bảo đảm mở cửa cho các vị trí trong tứ trụ vượt qua ngoài giới hạn tuổi truyền thống là 65. Quy định mới về lãnh đạo của ông Trọng là mơ hồ, có thể hiểu là cố tình. Đặc biệt về hai chức danh quan trọng nhất đó là Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Dương Quốc Chính, một nhà bình luận chính trị ở Hà Nội nói với Nikkei Asian Reviews. Những thông tin cho biết ông Nguyễn Phú Trọng đã tham dự một cuộc họp của Bộ Chính trị và các quan chức cao cấp khác để xem xét tình hình dịch virus Vũ Hán, chỉ làm tăng thêm các đồn đoán. Ông Trọng chỉ ra một thông điệp công khai về đại dịch, viết ngày 30 tháng 3 rằng Việt Nam cần phải hợp tác với các nước trên khắp thế giới và giành chiến thắng trong cuộc chiến với con virus Vũ Hán. Một số nói rằng sự kiện sự hiện diện của ông Trọng đóng góp sự ổn định chính trị nhưng điều này cũng có nghĩa là khiến cho tự trụ trở thành tam trụ. Và những khuôn mặt tiềm năng cho những chức danh này ở Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm có những khuôn mặt sau đây. Nếu như ông Nguyễn Phú Trọng về hưu chỉ có một vài ứng viên có thể thay thế ông làm tổng bí thư đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc 65 tuổi và ông Trần Quốc Vượng 67 tuổi, thường trực ban bí thư được cho là cánh tay mặt của ông Trọng. Rồi đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân 66 tuổi, chủ tịch đường nhiệm quốc hội và là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan này. Theo chuyên gia Lê Hồng Hiệp thuộc ISEAS ở Singapore, thì Việt Nam chưa sẵn sàng có một tổng bí thư là phụ nữ. Thế nên các ứng viên nhiều tiềm năng nhất là ông Vượng và ông Phúc. Một chuyên gia giấu tên nói rằng ông Vượng là một lựa chọn khả dĩ nhất. Hồ sơ của ông Vượng rất sạch sẽ và ông đã từng phụ tá cho ông Trọng kể từ sau tin đồn đột quỵ. Một người khác không đồng tình cho rằng ông Phúc là ứng viên mạnh nhất vì ông đã đóng vai trò người lãnh đạo đất nước xử lý các vấn đề đối nội và đối ngoại kể từ tháng 4 năm ngoái. Cũng không thể bỏ qua tầm quan trọng của địa lý. Sự kinh địch trong thời chiến giữa thủ đô Hà Nội và trung tâm thương mại miền Nam thành phố Hồ Chí Minh luôn dài rằng vị trí cao nhất là tổng bí thư luôn thuộc về một nhân vật miền Bắc hoặc là miền Trung. Trong kỳ đại hội năm 2016, Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tân Dũng, người miền Nam, được cho là ứng viên nặng ký cho chức Tổng Bí Thư, nhưng ông Dũng buộc phải rút lui sau những cuộc đấu đá với ông Trọng. Ông Phúc là người miền Trung, còn bà Ngân là người miền Nam. Công chúng chỉ chú ý đến quan điểm về Trung Quốc. Bất kể nguồn gốc từ đâu, công chúng tìm kiếm những dấu hiệu từ quan điểm của tất cả các ứng cử viên đối với Trung Quốc. Dù có chung ý thức hệ cộng sản tâm lý chống Trung Quốc bắt dễ sâu sắc vào người Việt Nam, được nuôi dưỡng qua lịch sử đầy những cuộc xung đột qua 1.200 km đường biên giới và những vụ đụng chạm diễn ra dai dẳng trên Biển Đông. Nếu mục tiêu của Hà Nội là giữ khoảng cách với Bắc Kinh và xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, thì theo một số người, Phó Thủ tướng kiêm nghiệm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh thích hợp cho chức Thủ tướng hoặc là Chủ tịch nước Ông Phạm Bình Minh là người miền Bắc, dường như là thiên về Trung Quốc nhưng thông thạo tiếng Anh có bằng thạc sĩ luật và ngoại giao của trường đại học Tufts, Hoa Kỳ. Ông Vương Đình Huệ, bí thư thành ủy Hà Nội và ông Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước cũng được nêu ra cho chức thủ tướng. Còn chức chủ tịch nước có khả năng ông Phúc có thể chuyển sang giữ chức này hoặc bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Tiến Nhân, có thể nổi lên như ứng cử viên của miền Nam. Các chuyên gia nói rằng một phụ nữ khác có thể thay thế chân của ông Phúc hoặc bà Ngân ở quốc hội. Cho dù ai được đưa lên ở các vị trí cao nhất vào năm tới cũng sẽ có rất nhiều việc phải làm để sửa chữa các thiệt hại của năm 2020 do con virus Vũ Hán gây ra. Chiến thắng con virus Vũ Hán nhưng cũng chịu nhiều thiệt thòi về mặt y tế, đất nước 96 triệu dân này gần như vô sự trước dịch bệnh virus Vũ Hán, nếu những con số có thể tin được. Đây là những con số mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra, nên có thể những con số này không được chính xác. Chính quyền đã nhanh chóng hành động dừng tất cả những chuyến bay đi và đến Hoa Lục kể từ ngày 1 tháng 2 và đóng cửa các trường học từ ngày 3 tháng 2 năm 2020. Trong khi các nước láng giềng như Indonesia, Singapore có số người bị lây nhiễm trên dưới 10.000 thì Việt Nam dường như đã ngăn chặn được con virus nhờ theo dõi và các biện pháp nghiêm ngặt mà chỉ có một nhà nước độc đảng cộng sản mới có thể áp đặt được. Chính quyền siết chặt việc đi lại trong nước, ra lệnh tự cách ly tại nhà, đóng cửa các doanh nghiệp và tăng cường tầm kiểm soát tiếp xúc với người bị dương tính. Tất cả đã mang lại kết quả giúp cho Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế. Cũng như Việt Nam từng là nước đầu tiên tuyên bố ngăn chặn được dịch xa vào năm 2003. Tuy nhiên Việt Nam cũng không tránh khỏi sự tàn phá của dịch virus Vũ Hán. Tổng sản phẩm nội địa chỉ tăng 3,82% trong quý đầu, thấp hơn hẳn so với tỷ lệ 6,97% trong 3 tháng cuối năm ngoái. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong thông báo mới nhất công bố ngày 14 tháng 4, dự đoán kinh tế Việt Nam chỉ tăng 2,7% trong năm nay. Sau 2 năm liên tiếp đạt tỷ lệ 7%, tăng trưởng âm cũng không thể loại trừ. Chính phủ cũng có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội về ngoại giao. Với tư cách chủ tịch ASEAN năm nay, lẽ ra Việt Nam đón tiếp một hội nghị thượng đỉnh ở Đà Nẵng trong tháng này, nhưng đã rời lại ít nhất cho đến cuối tháng 6 năm 2020. Hà Nội nóng lòng muốn tăng cường hợp tác trong ASEAN như một lớp đệm chống lại Trung Quốc và thúc đẩy nền kinh tế đầy triển vọng trên trường quốc tế, như những mục tiêu này còn phải chờ thời gian. Nikkei ASEAN reviews kết luận chắc chắn rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chờ đợi lâu trong việc thúc đẩy quan điểm về phục hồi kinh tế và củng cố vị thế chính trị của mình. Hội nghị Trung ương 12 ngoài bàn nhân sự cho Đại hội 13 còn bàn công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ở khóa tới. Sáng ngày 11 tháng 5, hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hội nghị Trung ương 12 đã khai mạc hạ tại Hà Nội. Theo chương trình, trong 3 ngày rưỡi, hội nghị Trung ương 12 sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự kiến vào đầu năm sau công tác bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức sau đó. Phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 13 là một nội dung được đưa ra thảo luận ở kỳ họp trung ương lần này. Đây là cơ sở cho việc đi vào chuẩn bị nhân sự cụ thể để tham gia trung ương, bộ chính trị, ban bí thư. Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa tới cũng như nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được bàn tại các hội nghị trung ương tiếp theo. Cũng như các khóa trước, phương hướng nhân sự bao gồm các nội dung về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa 13, tiêu chuẩn ủy viên Trung ương, điều kiện cơ cấu số lượng, quy trình giới thiệu cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương. Một cách khái quát phương hướng nhân sự chính là phương pháp cách làm nhân sự chứ chưa đi vào nhân sự con người cụ thể. Để chuẩn bị cho nội dung này, tiểu ban nhân sự do Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban đã chuẩn bị dự thảo phương hướng nhân sự để xin ý kiến Bộ Chính trị lần đầu rồi sau đó tổ chức lấy ý kiến các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc trung ương và các ủy viên trung ương. Tất cả ý kiến đã được Bộ Chính trị tiếp thu để đưa ra Hội nghị Trung ương 12 lần này quyết định. Theo thông lệ, mỗi kỳ đại hội đảng và các cấp đại hội toàn quốc, đảng sẽ đưa nhân sự của mình vào tham gia bộ máy của nhà nước, được hình thành sau khi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để chỉ đạo công tác này, thông thường Bộ Chính trị và các khóa sẽ ban hành chỉ thị. Nhưng lần này để gắn kết chặt chẽ hơn công tác nhân sự của Đảng với công tác nhân sự của nhà nước, các định hướng quan trọng cho công tác bầu cử được đưa ra Hội nghị Trung ương 12 để cùng bàn một lúc với phương hướng nhân sự ban chấp hành Trung ương. Một đề án về phương hướng bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đảng đoàn Quốc hội chuẩn bị, bộ chính trị đã cho ý kiến và nay trình Trung ương để xem xét quyết định. Theo phát biểu khai mạc của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong đề án này có một số vấn đề cốt yếu cần được thảo luận. Đó là mục tiêu yêu cầu quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng. Cạnh đó là các vấn đề số lượng, cơ cấu độ tuổi của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, nhất là số lượng cơ cấu đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần giai tầng trong xã hội, đơn vị bầu cử và một số dư người ứng cử vào các đơn vị bầu cử, quyền bầu cử, ứng cử, quy trình ứng cử đề cử việc tuyên truyền vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo, việc tổ chức bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức hội đồng nhân dân phường, ngày bầu cử, dự kiến, vân vân. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.